Okay. Xe chạy xuống hầm nó rất là đông, đông lắm luôn á. Đông rất là đông. Bệnh về 50 km lấy được 30 thùng xăng. Tại vì á là từ sáng chưa tới 1 giờ vậy. Vậy mà con tôi cái gì thì đã mua cái xe mình đã bán rẻ cho nó hơn là đã bán rẻ hơn cho nó gần 1 triệu rồi. Thế mà nó mua chỗ khác. Mình bán cho nó rẻ hơn gần 1 triệu rồi. Thái độ không biết thái độ có kiểu gì trên cầu Cao Nhất với bệnh viện quận Tư á. Bây giờ thì nó là mấy cái rào mấy cái thanh nó chắn sợ người ta những lầu đó mà